Xin chào các bác, mùa săn ong tới rồi. Các bác mau đến Thái Thắng tậu cho mình một chiếc ống nhòm, vừa săn ong, vừa săn nhiều thứ hay ho trên bãi biển. Bên em đang có chương trình siêu giảm giá ống nhòm Eki Capter ED10x42 từ 5 triệu, còn 3 triệu bao ship, kiểm tra hàng tận đầu giường cho các bác. Với cái thấu kính ED trong vắt thì đây là lựa chọn số 1 trong tầm giá. Giá nó siêu rẻ mà cực kỳ chất lượng, vừa nhỏ gọn, độ zoom 10 lần. Thân được làm từ thép hợp kim bọc cao su, chống chịu va đập và chống chịu nước đi mưa. Với cái ống kính ED thì cực kỳ nét, cho cái độ chuẩn màu và hạn chế quang sai. Đảm bảo cho các bác là nhìn 500m vẫn nhìn thấy ong bình thường, thoải mái luôn. Như trên đây thì em nhìn mấy cái bóng nét nhỏ từ cái khoảng cách là 600m vẫn thấy rất là rõ nét. Còn với cái phong cảnh như là núi non thì có thể nhìn được đến tới 10 cây số, 10 cây số không nghe nhầm đâu. Góc nhìn 7 độ bao trọn khoảnh khắc ong bay. Sản phẩm bao gồm có bao đựng, hai que đeo chắc chắn, khăn lau đầy đủ. Vâng, 3 triệu thôi các bác ơi. Các bác săn được 1, 2 tổ ong là đã dư tiền ống nhòm rồi. Hàng về tới nơi thì các bác cứ bóc ra thoải mái, nhìn nét thì lấy, không nét thì quay đầu về cho em. Bên em thì có về 20 con khuyến mại cho các bác, bán hết là không còn nữa đâu nhá. Các bác nhanh tay đặt hàng theo hai số hotline hoặc là để lại comment 3000 cách số điện thoại cho em. Bên em sẽ free ship tận nhà, tận đầu giường cho các bác. Nhanh tay liên hệ thì còn, chậm tay bay tới Sài Gòn mà mua.